Tổng thống Vladimir Putin nhận định nền kinh tế Nga đang dần bình thường hóa. Chính phủ Nhật Bản không chịu trách nhiệm trong sự cố hạt nhân Fukushima. EU cải cách thị trường carbon. Thưa quý vị, phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg, tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga đang từng bước bình thường hóa nền kinh tế trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trong bối cảnh phải đối phó với các biện pháp trừng phạt chưa từng có, ngân sách Liên bang Nga trong 5 tháng đầu năm 2022 thẳng dư 1.500 tỷ rúp, dự kiến sẽ thẳng dư 3.000 tỷ rúp trong năm nay, trong khi những thiệt hại trực tiếp có thể tính được của EU do áp đặt các lệnh trừng phạt chống Nga sẽ lên tới 400 tỷ đô la. Cũng theo ông Putin, Nga sẽ không đi theo con đường tự cô lập, sẵn sàng hợp tác với tất cả những ai muốn làm việc với nước này và không phản đối Ukraine gia nhập EU. Tuy nhiên, các nước muốn hợp tác với Nga cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Cũng tại diễn đàn, tổng thống Putin đề ra một số nhiệm vụ giải pháp để củng cố hơn nữa nền kinh tế Nga trong thời gian tới, nhằm chống chọi tốt hơn trước các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây. Tình trạng sụt giảm lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga đã buộc châu Âu phải sử dụng đến nguồn khí đốt dự trữ vốn được tích lũy để tiêu thụ trong thời gian cao điểm của mùa đông sắp tới lượng khí đốt dự trữ tại các cơ sở dưới lòng đất ở châu Âu lần đầu tiên giảm xuống kể từ giữa tháng 4 vừa qua. Theo dữ liệu mới nhất, kho dự trữ khí đốt của lục địa già đã giảm 1%, mặc dù khí đốt thường chỉ được bơm vào giai đoạn mùa hè và được dự trữ cho đến thời gian cao điểm của mùa đông. Trước đó ngày 15 tháng 6 Gazprom thông báo sẽ giảm thêm 33% lượng khí đốt qua đường ống dòng chảy phương Bắc do các vấn đề trong quá trình bảo dưỡng. Trong trường hợp dự án dòng chảy phương Bắc bị đóng cửa hoàn toàn, khí đốt của châu Âu sẽ hết vào tháng 1 năm 2023. Tòa án tối cao Nhật Bản đã ra phán quyết khẳng định chính phủ nước này không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố hạt nhân Fukushima năm 2011. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất có độ lớn 9 độ Richter kéo theo sóng thần đã xảy ra ở bờ biển đông bắc Nhật Bản, phá hủy nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của tập đoàn điện lực Tokyo và khiến các vật liệu phóng xạ phát tán trên một khu vực rộng lớn, buộc nhiều người dân phải sơ tán. Các nạn nhân sau đó đã khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại từ công ty TEPCO và cả chính phủ Nhật Bản tháng 3 vừa qua, Tòa án Tối cao Nhật Bản đã giữ nguyên phán quyết buộc công ty điện lực Tokyo bồi thường 1,4 tỷ yên, tức là khoảng 12 triệu đô la Mỹ, cho khoảng 3.700 người bị ảnh hưởng bởi sự cố dò dỉ hạt nhân. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án bác kháng cáo của TEPCO khẳng định công ty này đã lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa sóng thần quy mô lớn như vậy. Công ty này đã đền bù cho người dân theo đúng yêu cầu của chính phủ. Cho tới tháng 2 năm 2022, vẫn còn 38.139 người chưa thể về nhà sau thảm họa. Tổ chức y tế thế giới quan ngại số ca tử vong do Covid-19 trên thế giới đang gia tăng, trong khi nhiều nước lại đang có nguy cơ trải qua làn sóng dịch mới. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số ca tử vong do COVID-19 trên thế giới tăng 4% sau 5 tuần giảm liên tiếp. Cụ thể kể từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 tăng 21% ở châu Mỹ và 17% ở Tây Thái Bình Dương. Ngoài ra tại một số khu vực số ca mắc hiện cũng tăng đáng kể, trong đó Trung Đông tăng tới 58% và Đông Nam Á tăng 33%. WHO cho rằng nguyên nhân là do nhiều quốc gia đã giảm xét nghiệm và truy vết tiếp xúc, sau đó con số thực tế còn có thể cao hơn được báo cáo. Các trận mưa lũ tại Bangladesh và Ấn Độ đã khiến ít nhất 41 người thiệt mạng và hàng triệu người khác bị mắc kẹt. Các trận mưa như chút trong tuần qua đã khiến nhiều vùng đất bị chìm trong biển nước và dự kiến tình hình còn có thể tồi tệ hơn khi dự báo có thêm mưa lớn. Tại Bangladesh, các trận mưa như chút nước trong tuần qua đã làm ngập một vùng rộng lớn ở miền Đông Bắc. Giới chức Bangladesh triển khai quân đội đến hỗ trợ 4 triệu người dân bị mắc kẹt do lũ lụt. Trường học được tận dụng làm nơi lưu trú cho những người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Kể từ chiều ngày 17 tháng 6, ít nhất 25 người Bangladesh đã thiệt mạng do xét đánh trong mưa bão và sạt lở đất. Cuối tháng trước, vùng Siles cũng đã hứng chịu trận lũ kỷ lục trong gần hai thập niên, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 4 triệu người bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tại Ấn Độ, ít nhất 16 người ở bang Meghalaya đã bị thiệt mạng kể từ ngày 16 tháng 6 do mưa to gây ra các vụ sạt lở đất và nước sông dâng tràn bờ làm ngập các đường phố. Hơn 1,8 triệu người chịu ảnh hưởng của lũ lụt sau 5 ngày mưa như chút nước. Dự báo tình hình lũ lụt sẽ diễn biến nghiêm trọng hơn trong 2 ngày tới ở cả Bangladesh và Ấn Độ. thưa quý vị đa số nghị sĩ tại nghị viện châu âu ep vừa nhất trí về nội dung thỏa thuận liên quan đến thị trường carbon của eu sau khi những đề xuất trước đó đã không được thông qua trong cuộc bỏ phiếu tuần trước nỗ lực mới được kỳ vọng sẽ gỡ nút thắt trong tiến trình cải cách thị trường carbon của khối sau khi bị bác bỏ vào tuần trước, những đề xuất cải cách thị trường carbon của EU sẽ một lần nữa trải qua cuộc bỏ phiếu tại EP, dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 6 tới. Nhằm mở lối để những đề xuất được thông qua trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, hơn 400 nghị sĩ chiếm qua bán trong tổng số 705 ghế tại EP đã nỗ lực đàm phán và thống nhất một thỏa thuận mới. Thỏa thuận mới khẳng định mục tiêu đến năm 2030 sẽ cắt giảm 63% lượng khí thải trong các lĩnh vực chịu sự chi phối của thị trường carbon EU. Ngoài ra, các nhà lập pháp cũng đặt thời hạn từ năm 2027 đến năm 2032 để EU loại bỏ dần chính sách miễn chi phí phát thải CO2 trong các ngành công nghiệp, đồng thời thống nhất chỉ dừng áp dụng chính sách này khi EU triển khai thành công kế hoạch áp thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu. Tôi hy vọng với những thay đổi mới, thỏa thuận sẽ có thể vượt qua ải trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Thị trường carbon, còn gọi là thị trường mua bán quyền phát thải, hoạt động dựa trên việc trao đổi hạn ngạch khí thải. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp có lượng phát thải lớn phải trả tiền để mua quyền phát thải. Ngược lại, nếu có mức phát thải thấp, có thể thu được nguồn lợi tài chính. Nói cách khác, thị trường carbon hoạt động dựa trên nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, từ đó tạo động lực để các doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư vào công nghệ sạch. Ít phát thải. Thị trường carbon hiện được xem là một trong những chính sách hiệu quả giúp nhiều quốc gia trên thế giới chủ động giảm lượng khí thải hàng năm, góp phần hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu. Hình thành từ năm 2005, thị trường carbon của EU là thị trường mua bán quyền phát thải đầu tiên và lớn nhất trên thế giới. Với sự tham gia của tất cả các thành viên EU và ba nước châu Âu khác, thị trường carbon EU giới hạn phát thải từ hơn 11.000 nhà máy sản xuất năng lượng, nhà máy sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như sắt thép, xi măng, gốm, giấy và ngành hàng không. Lượng phát thải trao đổi trên thị trường chiếm khoảng 45% tổng lượng phát thải của EU. Vì vậy, đây được xem là một trong những công cụ quan trọng nhất của EU để ứng phó với biến đổi khí hậu, thực thi cam kết trong nghị định thư Kyoto trước đây và hiện nay là thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh EU đặt ra các mục tiêu tham vọng về chống biến đổi khí hậu, yêu cầu cải tổ thị trường carbon càng được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc EP sớm thông qua những đề xuất về cải cách thị trường carbon có ý nghĩa quan trọng, giúp EU thực hiện hóa mục tiêu đến năm 2030 giảm 55% lượng khí thải so với mức ghi nhận năm 1990. Trong bối cảnh EU phải gánh chịu hậu quả ngày càng nặng nề do biến đổi khí hậu, nỗ lực tăng cường hiệu quả hoạt động của thị trường carbon càng cần được thúc đẩy. Theo báo cáo của cơ quan môi trường châu Âu, các đợt nắng nóng tại châu lục này là nguyên nhân gây ra 90% ca tử vong liên quan đến khí hậu trong giai đoạn từ 1980 đến 2022, ước tính gây thiệt hại từ 27 đến 70 tỷ euro cho các nước trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2000. Trong 20 năm gần đây, mức thiệt hại còn cao hơn nhiều và được dự báo là sẽ không dừng lại nếu các nước không mạnh tay cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Điều chỉnh thị trường carbon là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch tham vọng của EU về chống biến đổi khí hậu. Sự ủng hộ của EP rất quan trọng, góp thêm động lực cho EU trên hành trình bảo vệ hành tinh xanh. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.